tiếng đàn hồn thấy lòng ngọt ngào làm hồn nhiên mơ. Đàn đưa ta đi tới đâu lắng nghe ôi sao tìm qua đây khúc về ca nói về đời sống nông dân đất trời giọt mưa tê miệng đồng lúa nhạc này xin nhớ hoài đường in dấu khắc nhạc cục nhạc mà tôi nhớ mãi không quên thề xin nhớ khi chúa đời ngày nào ra đi lòng thề không quên nhạc cuộc chiến tranh tiếng ta hãy lấy bên nhau ngắm bờ sông dâng còn trong đêm nay rồi mai đôi bóng đôi bờ để lại có ta rơi ngang ngắm người từ xa nhớ. Oh!
đâu. Giặc ba ta về nhà ta, dèo đau thương đầu san chi, dây quăng xa liền. Ta yêu trời thấu chân, ai làm cho quê hương xa. Ta trong thương nhớ.
có em trong hồn. Cảm tạ ơn đức của công hành trang gia tư dâng theo lòng dâng nỗi cảm ơn anh Hoàng Long cùng bạn Thảo chích đoạn Sa Phu Đi Sứ rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Bảy Sơn. Bài tiếp tới chị Bình chuẩn bị nha. Chị Bình ngồi mé sông á, ngồi băng đá á.